Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ các trang báo. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì nghị quyết nêu rõ các giải pháp cấp bách cần triển khai bao gồm: về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động quyết định và chỉ đạo cấp dưới áp dụng nghiêm các giải pháp theo quy định, tương ứng với các mức độ nguy cơ theo tinh thần chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 và chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. Báo Thanh Niên đã đăng tải nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1 tháng 9. Các tỉnh thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Bộ Y tế chính thức cấp phép sử dụng lô vaccine Sinopharm về thành phố Hồ Chí Minh, thông tin được báo Vietnamnet đăng tải. Trước đó, ngày 31 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine Sinopharm Trung Quốc với tổng số lượng 1 triệu liều. Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế sau đó đã tiến hành kiểm định chất lượng, cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế. Do đó, các lô vaccine nhập khẩu này là đủ điều kiện để đưa ra sử dụng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Vietnamnet, vaccine Sinopharm đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 7 tháng 5. Tới nay, Sinopharm được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng. Thưa quý vị, trong số các ca mắc COVID-19 những ngày gần đây thì có nhiều trường hợp ghi nhận là trẻ em còn rất nhỏ. Các chuyên gia y tế cho rằng, mặc dù hầu hết trẻ em nhiễm COVID-19 chỉ ở thể nhẹ, nhưng một số trẻ vẫn có thể bị diễn biến nặng, đặc biệt với những trẻ có các bệnh nền hoặc trẻ nhỏ do sức đề kháng yếu, hệ thống miễn dịch ở trẻ cũng chưa phát triển đầy đủ. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều bác sĩ nhận định, các biến chứng ở trẻ em nhiễm COVID ít hơn so với người già, người có bệnh nền. Tuy nhiên, ở một số trẻ em có bệnh lý béo phì hoặc bệnh lý mãn tính cũng phải chú ý. Đối với các trường hợp này thì các bác sĩ cho rằng cần sàng lọc sớm để phát hiện biến chứng nhanh, có thể cần thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên để chăm sóc cho phù hợp, tuyệt đối không để chậm trễ trong điều trị. Thưa quý vị, lợi dụng tình hình dịch bệnh, thời gian qua xuất hiện nhiều đối tượng rao bán các loại thuốc được quảng cáo là chữa trị được bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những loại thuốc này phần lớn mua bán trôi nổi, nhập lậu, chưa được ngành y tế kiểm định và xác nhận về chất lượng công dụng chữa bệnh COVID-19. Do đó, người tiêu dùng cần phải thận trọng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, mới đây Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lô thuốc có hơn 67.200 viên thuốc tân dược có dấu hiệu nhập lậu. Chủ lô hàng khai nhận mua thuốc từ một người phụ nữ ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh với giá 78.000 đồng một hộp, sau đó đem về thành phố Hồ Chí Minh rao bán trên mạng là thuốc chữa trị ho sốt và trị luôn cả COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán lô thuốc trên, nên lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ lô thuốc để tiếp tục điều tra.